Tân Hương Dã, xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ đi bẫy chim cút. Mà cái cắt này tôi thấy mấy người trên mạng họ làm bằng cái lồng hay quá. Mà tôi thì không có lồng, nên tôi mua đại một cái gương với hai cái cung để tôi bẫy. Thì tôi hy vọng là con chim cút nó sẽ đi vào đây. Nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở trong gương của nó này này, rồi nó sẽ chạy qua chạy lại, nó đòi đá cái gương này, và rồi nó sẽ dính vào một trong hai cái bẫy này. Thì bây giờ tôi sẽ đặt máy quay ở đây để chúng ta cùng coi xem là có dính con chim cút hay không nhá. Thì tôi cũng dùng cái máy MP3 để tôi gọi cút đấy, chứ không không sao tới. Thì các bạn xem nha, bắt đầu nè, tôi bật máy lên này. À, tôi cột cái dây thun này là vì nó rẻ cho nên tôi phải cột. Đây các bạn ơi, tôi đã dính được một con chim cút, tôi cắt bẫy đào lại một chim đĩa. Bẫy bằng gương nha. Cất đồ nghề đi, trời mưa to quá. Đến hết điện thoại rồi. Ê, ê, ra hỗ trợ rồi. Nhắm. Đây là cắt bẫy của tôi nha các bạn. Tôi mới nghĩ ra. Thật sự cũng không phải nghĩ ra mà là học theo người ta, nhưng mà làm nó hơi tào lao. Đây, đây là kết quả của tôi các bạn ạ. Một em chim cút rất là mập. Con này có phải nói là nó mập, không biết nó ăn gì mà nó mập. Nhưng mà tôi sẽ không làm thịt con chim cút này, là vì tôi đang muốn nuôi một con chim cút để làm mồi. Cho nên tôi không có ăn thịt chim cút này. Nhiều thì ăn, ít thì thôi không ăn. Đấy các bạn thấy không? Đây là cận cảnh con chim cút nha.